Xin chào mọi người nhé. Hôm nay em hướng dẫn mọi người cách ủ hạt cúc magic. Đây vừa em bóc cái chỗ này là 4 túi này, 4 gói này cúc magic. Đây các bác nhìn hạt cúc magic này. Đấy, cúc magic hay là gọi cúc Đài Loan, cúc Đà Lạt. Nhưng đây là Đà Lạt nha, nhìn hạt lấy ở Đà Lạt cơ. Đây các bác cho vào một cái giấy như thế này. Các bác có thể lấy giấy khác cũng được, cái giấy mỏng mỏng à, xin lỗi các bác cho cái vải. Nếu cái vải mỏng mỏng cũng được, gấp nó vào đây. Để mình khi mình ngâm hạt ấy, thì nó không bị trôi nổi linh tinh đến mức thì mà mình lấy mình ủ nó dễ hơn. Chứ bây giờ các bác mà không cho cái vải vào, cho nước vào nó lổi lung tung rồi đến lúc thì vớt hạt cực lắm. Đổ nước vào. Các bác ngâm với cái hạt này, các bác ngâm 6 tiếng nhé. Ngâm nước như thế này 6 tiếng. Các bác ngâm nước ấm một nửa sôi một nửa lạnh, hoặc là ngâm nước bình thường cũng được. Em nước này là em ngâm là nước bình thường ấy, nước máy bình thường luôn, không cần nước ấm đâu. Đây là cái hạt măng tây em vừa mới ngâm này. Đấy. Mình cho vào cái này này thì đến lúc thì mình vớt ra một phát được luôn. Đấy. Còn những cái hạt này là em ngâm em vừa mới ủ vào đây rồi. Cái hạt này em ngâm hôm qua đấy. Đấy, em ủ là khi mình ủ mình cho vào một cái lớp giấy ăn này, hai lớp giấy ăn vào. Thì đây này, vì khi mình ngâm mấy cái giấy ăn nó sẽ bị mủn ra, mà đến lúc mình bóc ra mình mở ra để mình xem là nó hay bị rách. Nên là các bác cứ ngâm hai lớp giấy ăn vào. Đây. Đấy, hai lớp giấy ăn và cái vải mà mình để mình ngâm lúc đầu tiên ấy, mình cho ra ngoài cùng. Đấy. Xong là giải hai lớp giấy ăn vào, cho cái hạt đấy vào cái giấy ăn này. Để khi mà nó mọc mầm ấy, nó đâm vào cái giấy ăn này chứ nó không đâm vào vải cái rễ. Thì mình rút ra mình trồng nó dễ, còn nếu nó đâm vào vải thì mình rút ra nó hay bị đứt rễ. Đấy, khi cho vào giấy ăn rồi mình gấp vào như này. Ngày nào mình cũng phải tưới nước giữ ẩm và mở ra xem cái hạt nó như thế nào, lại mầm hay chưa. Hạt nào lại trước đem gieo trước, không phải để nó dài quá là đến lúc rất là khó trồng, vì là nó mình rút nó ra nó đứt dễ. Đây là hạt mướp này, em vừa mới ủ hạt mướp này. Đấy. Cói nó kín vào, đấy, cho nó kín vào này. Xong lại cho vào khay này. Ngày nào cũng tưới, ví dụ như là các bác có lấy nước này mình tưới một ít, tưới bên ngoài này. Đấy, tưới giữ ẩm như này. Đấy. Đừng để ướt quá nhé, ướt quá là hạt nó hay bị thối. Các bác lưu ý cho em thế. Đấy, xin chào mọi người nhé, chúc mọi người ngâm ủ hạt thành công. Cần hướng dẫn ngâm ủ những loại hạt nào thì comment xuống bên dưới. Em làm được em sẽ cố gắng làm cho các bác. Xin chào mọi người nhé.